6 giờ 30 phút sáng, bên hàng ở ngoài đường không có một ai luôn. Mọi người nhìn này. Bình thường giờ này ở Việt Nam là mọi người đang đi ăn sáng rồi đúng không? Cơ mà ở hàng trước 7 giờ sáng ra đường ít thấy người lắm mọi người. Quán xá cũng đóng cửa hết trơn, đi tàu điện ngầm thì chỉ có một vài người chứ không đông đúc như những giờ khác. Nên một mình bao nguyên một khu ghế ngồi luôn nha. Tàu cao tốc KTS đang chạy bên ngoài thì mọi người, thiệt ra thì tí nữa mình cũng đi tàu KTS á. Tại nay mình có việc đi xuống Thuận La Khoang Chu. Bình thường thì mình hay chọn đi bus cơ mà mất nhiều thời gian quá. Hôm nào có việc gấp thì mình sẽ ưu tiên đi tàu cao tốc KTS cho nhanh. Ở hàng thì tàu với bus đi đúng giờ lắm mọi người. Xe bus thì cứ đúng giờ là đi, còn tàu thì trước giờ xuất phát 15 phút mới tới. Tàu tới thì mọi người tranh thủ lên tàu tự tìm chỗ ngồi. Hầu như thì nhân viên sẽ không đứng từng toa để check vé mà lúc tàu khởi hành sẽ có nhân viên đi qua từng toa để kiểm tra ấy, mọi người. Ô đi chỗ đi sao đúng không? Bây giờ vậy. Người ta thật không đợi đâu. Ai mà đi trễ là xác nhận hủy chuyến, đi chuyến khác nha. Tàu buổi sáng thì cũng không có một bóng người luôn. À mà tàu KTS bên hàng chạy nhanh lắm mọi người. Bên trong tàu cực kỳ tiện nghi luôn, nào là chỗ treo đồ, bàn ăn uống, sạc pin, wifi đầy đủ. Mà trong mỗi toa thì đều có nhà vệ sinh, lâu lâu có dừng trạm tiếp theo để cho khách lên. Nói chung cứ tới giờ là tàu sẽ tới và cứ tới giờ là tàu sẽ đi. Tàu đi nhanh tiện đúng giờ nên là người hàng người ta ưu tiên đi tàu KTS nhiều hơn đi xe buýt với máy bay ấy. Và sau 1 tiếng 40 phút đi tàu thì mình đã tới nơi rồi. Bye.